sinh nhật tất cả các anh em. Thì đó mới chúc anh em, các chú, các bác nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Thì hôm nay em lên đầu xuân cho mọi người hai con bổi nha. Con này là con số 1, con này là con dòng đồng nha. Cườm nó cũng khá là cao cao, nó có cườm dây luôn nha. Con chim này nó chơi cũng khá là nhanh, đẹp chim nha anh em. Đây, anh em xem tướng tá đây, con chim này cũng khá là đẹp chim anh em ạ. Nó cũng đang thê lông nha anh em. Anh em xem bộ giỏ nè, khô móc rồi nha anh em. Cườm dây nha anh em, cườm cũng khá là cao. Đây, em cũng để vài trăm cho anh em lấy lọc đầu năm đây. Anh em cần thì liên hệ qua Zalo, số điện thoại cho em nha. Đây, anh em xem cặp chân đây, đây là con số 1 nha anh em, giọng đồng nha anh em, chơi cũng khá là nhanh. Đây, rồi con số 1. Rồi tiếp theo đây là con số 2 nha anh em. Con này là con thổ pha ghế một hậu anh em. Con này nó thúc cũng khá là nhanh. Con này thổ pha mà nó chơi cái đối thúc của nó cũng khá là nhanh. Đây, anh em xem tướng tá đây, bộ mặt cũng rất là dữ nha anh em. Đây, bộ mặt rất là dữ, cườm đen, chân cũng khô hết rồi. Đây, quỳ nữa nè. Rồi con này con số 2, thổ pha cái một hậu nha anh em. Đây, đây anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo, số điện thoại cho em. Em để cũng vài trăm cho anh em, lọc đầu năm đây. Đây, con số 2, thủ pha, cái một hậu nha anh em. Rồi, em cảm ơn tất cả các anh em nha.